truyền thái giám đi, nhầm, truyền thái y đi. Anh đã quên mất luôn đường dài. Ủa phải mình hát vậy thiệt rồi. Trời ơi, ông hát cái gì tầm lâm tầm sao vậy ông nội? Trời ơi, thì thôi. Trời ơi là trời, bà không thấy bộ đồ tôi đang mặc trên người hả? Bà hãy nhìn đi. Nè, mấy bạn fan hãy xem đây. Đó, mấy bạn thấy hôm nay mình mặc cái bộ đồ nhìn lạ không? Xin giới thiệu với các bạn luôn nha. Hôm nay Phong đang đóng vai làm một gọi là thái y ở trong gọi là hoàng cung nữa bạn đó. Mấy bạn biết thái y là gì không? Nếu như các bạn biết thái y là gì thì nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Thì thôi mấy bạn khỏi bình luận luôn, mình nói cho bạn nghe luôn nè đó. Thái y Sam biết là gì không? À, đó là thái y hả? Là người gì ta? Là người gì ta? Cái người gì mà hay đi chơi với hoàng tử gì đó nè. Tào lao. Thái y. Thái y là bác sĩ bà là bà. Tào lao, tào lao. Thôi, hôm nay nè, mình thái y Phong Cận cùng với gọi là Sammy mập như heo, bọn mình sẽ cùng nhau bọn mình sẽ cùng nhau gọi là làm bác sĩ chữa bệnh phẫu thuật thẩm mỹ cho gọi là hero team nhớ bạn nha. Đấy, ok. Thì hôm nay quên ok, và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy lên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của hero team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em nha. Rồi bây giờ thì thái y Phong Cận phải đi tìm bệnh nhân đây. Ok rồi, để xem coi bệnh nhân đầu tiên là ai nè. Ê, bệnh nhân đầu tiên là Sam nha. Sam mi đang bị bệnh gọi là béo phì các bạn ơi, bạn coi nè đó. Ủa kìa, tôi ai vậy? Tào đó, tôi là người thanh mạnh được không? Đó, không ổn, không hề mập tí nào. Ok, không hề mập tí nào đâu. Bà đứng im coi, đứng im coi. Này này, thấy không? Trời ơi là trời, cái bụng bự nó tròn vo vậy mà kêu là không mập tí nào. Tào lao. Ừ, đây là đồ gối thôi, thú bông thì ông mang rồi, nó bé béo nhìn như cua te hiểu không? Là do cái áo này nó làm cho bà béo ra chứ không phải là bà béo đúng không? Ok vậy thôi. Rồi ok. Rồi chúng ta cùng nhau đi đến bệnh nhân đầu tiên nè. Ok. Thì hôm nay Phong sẽ làm thái y hay còn gọi là bác sĩ, còn Sam sẽ làm y tá nha các bạn nha. Ok ok. Thì bệnh nhân đầu tiên của chúng ta đó chính là mèo Simmy các bạn ơi. Trời ơi là trời, không biết mèo Simmy bị bệnh gì đấy ta. Ok, đi xuống khoan từ, phải lưu điểm hồi sinh lại nè. Rồi sau đó nhảy xuống dưới đây. Đó. Ấy à. Rồi ok. Nhảy xuống. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ cùng coi thử xem coi mèo Simmy bị bệnh gì nhá bạn nha. Trời ơi là trời, bà nằm một đống luôn các bạn ơi. Trời ơi sao nằm đống rồi. Ê bà tránh ra cho tôi leo coi, bà đã mập rồi, bà cứ đẩy tôi hoài tôi không leo được nè. Trời ơi trời. Ok. Thì để xem coi. Ơi trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi nè, Simmy hiện tại đang bị gặp tai nạn, còn đang bị chảy máu quá trời luôn các bạn ơi. Bà đang cũng bị nè. Trời ơi. Ủa sao ấy? Trời ơi là trời, thôi không được rồi Sam ơi, chúng ta cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Chúng ta cần phải gọi là đập hết cái mấy cái cục máu này ra và phẫu thuật ngay lập tức. Bà qua cái cục bên kia, bà đặt giùm tôi, tôi đặt mấy cục bên đây cho. Đây rồi, đó, chữa trị liền. Đấy, ok, rất là đơn giản thôi bạn ơi, chỉ cần đập hết mấy cục này đi hiểu không? Đó, ok đó. Rồi xong, chúng ta làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ dùng cái cục màu trắng này nè các bạn. Chúng ta sẽ vá lại cái áo giùm cho Simmy nha. Ok. Sam ơi, bà nhìn theo tôi, bà làm theo nha. Đó, không thôi tôi không cho bà lãnh lương đâu. Ok. Tôi xong rồi. Rồi, đó, vậy là xong. Trời, rất là đơn giản luôn bạn ơi. Đó, mà khoan nha, không phải như vậy thôi là xong đâu nha. Bọn mình, hồi nãy bọn mình đã giới thiệu cho các bạn biết rồi đó, là bọn mình chính là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đó, cho nên là hôm nay bọn mình sẽ phẫu thuật thẩm mỹ cho mèo Simmy trở nên xinh đẹp hơn các bạn ơi. À. Ok, Sam đồng ý không? Cái gì cày vậy? Tôi nhớ rõ ra ai mà là gì ta? Chị là bác sĩ thôi đâu ra phẫu thuật thẩm mỹ vậy? Trời ơi, ông này đừng có làm gì em gái tôi nha. Tào lao, tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, là tôi chỉ có gọi là làm đẹp thôi chứ không bao giờ làm xấu được. Bà yên tâm. Rồi ok, để tôi xem coi. À, mèo Simmy hiện tại là đang có một cái đôi mắt màu đỏ. Trời ơi trời, nhìn khá là nguy hiểm. Chúng ta không thể nào để đôi mắt màu đỏ được, chúng ta cần phải đập đục nó ra. Đục nó ra. Ok. Màu gì? Người ta đẹp mà. Mắt màu đỏ không đẹp hiểu không? Ok, để nhìn vô coi. Ui trời, ở xa mày. Trong đây tôi thấy có cái não của Simmy luôn nè. Đâu? Ui có luôn hả? Hay dữ vậy. Ừ, nó có cái não của Sim trong đây luôn hả? Trời. Ok rồi thôi, tôi sẽ đập cái não ra luôn. Cái gì vậy? Cái đó cho con nhỏ nó suy nghĩ trong đập cái não ra người ta cứ suy nghĩ được. Ông, tôi đập cái não xong rồi tôi sẽ thay một cái não màu đen. Đó, là Simmy sẽ có đầu óc đen tối. Ông bị điên sao? Ông nghĩ sao vậy trời đất ơi. Ok rồi. Rồi ok, giờ tôi leo lên trên hả? Rồi ok bạn ơi. Thì đôi mắt á, thì mình nghĩ là mèo Simmy là con gái nên phải sử dụng một cái đôi mắt là đôi mắt màu hồng, nó sẽ cute phô mai que hơn bạn ơi. Đó ok. Rồi tiếp theo nữa là gọi là con gái thì gọi là thường hay gọi là đánh lông mày,
Cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là phẫu thuật cho Sam, nhầm lộn, cho Simmy một cái lông mày thật là đẹp. Ok, mình sẽ cắt tóc. Đó, cắt tóc ra. Đó, cắt ra. Anh tôi nghi ngờ về cái sắc đẹp của ông Quốc Phong ơi, tôi đang sợ rồi không? Thôi, bà là y tá thì bà chỉ cần phụ tôi thôi, hiểu không? Còn mọi thứ để tôi lo. Ok, cắt tóc ra. Rồi, cho ông lo đi ông, tôi nhắm phụ luôn á trời. Cho Simmy làm như thì nở luôn nè. Cho Simmy cho hành động thôi luôn nữa. Ok rồi. Trời đất ơi. Bây giờ nè, mình đã làm xong nè. Ủa khoan, từ sau bên đây bị mất mất một cái phần màu trắng rồi. Ok, đập ra. Lắp vô lại nè. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho Sim một cái lông mày thật là rậm rạp. Đó, ok rồi. Trời đất ơi. Ok. Rồi tiếp theo nữa, mình sẽ cho Sim thêm một cái mái tóc của gọi là gái Nhật đó. Nata mày sao là he. Đó, ok. Mình sẽ hỏi vô nè. Rồi đó, thành tóc gái Nhật rồi nè, thấy không? Đó, cute forever liền. Ok. Để Phong gọi là Phong không chỉ là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà sao Phong còn gọi là nhà tạo mẫu tóc nữa bạn ơi. Đó, bạn thấy Phong giỏi không? Phong quá giỏi, giỏi ơi là giỏi luôn, tạo mẫu tóc luôn, thấy không? Đó, bảo đảm là Phong tạo mẫu tóc xong là Simmy sẽ thích liền, sẽ thích cái mẫu tóc này liền các bạn ạ. À. Đấy, ok, xây ra nè. Rồi, đấy, thế là xong. Bây giờ tiếp theo nữa, con gái thì gọi là mình thấy con gái để ý rằng là con gái thường hay đánh son các bạn ơi. Nhưng mà son môi thì nó sẽ gọi là không tốt cho sức khỏe một chút nào. Cho nên ok, mình sẽ gọi là giúp cho Sim có một đôi môi quyến rũ hơn. Đó, mình sẽ làm cho Sim một cái bờ môi gọi là căng mọng màu đỏ nha bạn nha. Đó, xây ra thế này này. Đấy, ok. Bác ơi, nhìn nhờ. Cái gì vậy? Quá căng mọng, quá đẹp. Đấy, ok. Cái môi bị gì ta, bị ăn cay không? Phải thêm, mấy cái răng vô nữa. Đấy, ok rồi. Đất ơi, em gái tôi muốn đối xử tàn nhẫn như vậy không? Tàn nhẫn gì mà tàn nhẫn? Xấu dễ sợ luôn á. Tào lao tôi gọi là làm đẹp như vậy mà. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn xem kết quả nha. 1, 2, 3. Đà đà. Đó, mấy bạn thấy gì chưa? Mình vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ cho Sim có chút xíu thôi mà nhìn Sim y hệt như là mỹ nhân trong truyện tranh luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè, đôi mắt to tròn, hiểu không? Lông mày rậm rạp với thêm một cái bờ môi màu đỏ vô cùng quyến rũ đó, cực kỳ gọi là đẹp luôn bạn ơi. Tóc của gái Nhật và ma tà xa là hê. Trời ơi, tôi tức chết luôn á trời. Nghĩ sao em gái tôi xinh đẹp mong làm như một con ma dữ vậy? Trời ơi trời, tôi thấy đẹp mà mấy bạn ơi. Bạn thấy nhìn mèo Simmy nhìn đẹp không bạn? Nếu bạn nào thấy mèo Simmy đẹp thì nhớ bình luận ở trong mình biết nha. Chứ mình thấy mèo Simmy sau khi được mình phẫu thuật thẩm mỹ xong nhìn xinh ơi là xinh luôn, chứ có xấu chỗ nào đâu. Bà này bà nói gì vậy? Phẫn nộ. Ok rồi, mèo Simmy coi như là tôi đã phẫu thuật xong cho bạn thành công rồi đó. Ok, tôi không lấy tiền đâu, bạn yên tâm nha. Ok thôi, tôi về đây. Rồi ok. Cái gì vậy? Sao bà đập cái cục này của tôi? Vô văn quá. Tôi đang tức giận, tôi đang phẫn nộ thấy không? Phẫn nộ không? Phẫn nộ nhưng mà phẫn nộ rồi. Ok, xong rồi đó. Rồi thôi, tôi không lấy tiền đâu. Bạn bè nhau mà, cho nên là thôi không cần lấy tiền nha. Ok, về. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với nạn nhân. Nhầm. Chúng ta cùng nhau đến với bệnh nhân tiếp theo nè bạn ơi. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và bệnh nhân tiếp theo của chúng ta đó chính là Kyron TV các bạn ơi. Đó, hôm nay là có mèo Simmy với Kyron đến đây để gọi là phẫu thuật thẩm mỹ ở cái bệnh viện của mình các bạn ạ. À. Đấy không? Mình là một bác sĩ giỏi cho nên là mọi người phải đến đây để khám bệnh mình luôn các bạn. Thấy ghê không? Đấy, ok. Rồi từ để mình nhảy xuống dưới nè. Rồi ok. Hey, hôm nay rất là mừng khi mà Kyron gọi là đã tin tưởng đến đây để phẫu thuật thẩm mỹ. Yên tâm đi Kai, anh em với nhau, bạn thân với nhau, cho nên là Phong quyết định là Phong phải sẽ giảm giá 50% cho Kai nha. Đó, ok. Rồi, thì đầu tiên để xem coi, mình nhìn coi. Kyron á thì gọi là cũng khá là đẹp trai á, nhưng mà có điều là nhìn cái mái tóc nữa bạn. Đó, cái mái tóc nhìn nó cứ sần sù, nó cứ dài thòn lòn như thế nào á, cho nên chúng ta cần phải cắt tóc. Đó, ok. Từ từ. Bây giờ mới chữa bệnh cho Kyron chứ đúng không? Kyron bị nè, bị bệnh nè. Thôi, tôi chỉ thích phẫu thuật thẩm mỹ thôi, còn cái chân của Kyron bị gì vậy? Thôi bà chữa bệnh đi nè, bây giờ nè bà đập hết mấy cục máu ra nè. Sống đầu bà sửa lại cho Kai nha. Đó, ok rồi. Ok. Còn gọi là phẫu thuật thẩm mỹ thì cứ để tôi. Ok, đầu tiên là mình sẽ cắt cho Kai một cái mái tóc thật là đẹp nha các bạn nha. Đấy, ok. Thì con trai người ta thường nói rằng là trán càng cao thì càng thông minh. Đấy, ok. Bởi vậy cho nên là mình sẽ cắt cho Kai một cái gọi là mái tóc mà có một cái trán thật là cao nha các bạn nha. Ok, rồi, cắt thôi. Rồi, ok
bạn ơi, thì sau khi mà cắt tóc xong thì mình đã cắt được cho Kyron một cái mái tóc mà người ta thường hay gọi là đầu hối các bạn ạ. Đó, nhưng mà đầu hối thì càng thông minh đúng không các bạn? Đấy, ok, người ta nói là chén cao thì càng thông minh, mà cho nên là cắt đầu hối là cũng được mà, đâu sao đâu đúng không? Thì ông làm Kyron từ một người đàn ông thanh niên trẻ bây giờ thành ông già luôn, ông già hỏi đầu luôn hả Phong? Đầu lao ông già gì mà ông già, cái này là cái phong cách của ta mà không biết gì hết trơn. Đó, ok rồi, okay. Yên tâm đi Kai, mình là làm tóc là siêu đẹp luôn. Rồi ok rồi đó. Rồi bây giờ tiếp theo là gì đây? Kyron thì gọi là có một ước mơ các bạn ạ. Mà mấy bạn có biết ước mơ của Kyron là gì không? Đó chính là ước mơ của Kyron, đó chính là có được 6 múi và ốm lại các bạn ạ. Đó ok. Bởi vì vậy cho nên là hôm nay mình sẽ giúp cho Kyron ốm lại và trở thành 6 múi nha các bạn nha. Ui ok, để nhảy trong bụng Kyron coi. Trời, trong bụng Kyron sao không có gì trong đây hết trơn vậy? À chắc là Kyron nhịn đói để ăn kiêng, để gọi là giảm cân đây mà. Thôi không sao, có Phong ở đây là Kai không cần phải ăn kiêng nữa, yên tâm nha. Rồi ok. Thì gọi là ta thường hay nói gọi là con trai là phải có lông mày rậm rạp, cho nên mình sẽ cho Kai một cái lông mày gọi là dài từ đây bên đây qua bên kia luôn. Đấy ok. Rồi rồi ok, đó một cái đôi lông mày cực kỳ quyến rũ. Ok tiếp theo nữa, cái chỗ này bị lỗi nè, mình sẽ đập nó ra sau đó gắn nó lại. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ làm 6 múi cho Kyron nha các bạn nha. Thì các bạn hãy xem mình đây, mình sẽ hướng dẫn cho bạn có được 6 múi nha. Thì đầu tiên để coi cái gì để lấy được 6 múi ta. Khói màu vàng à? Khói màu vàng cũng không được, mình cần phải có cái khối có màu da như thế này. Ok mình sẽ đi kiếm nha các bạn nha. Ok đi kiếm đi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã kiếm được mấy cái block này rồi nè. Bây giờ đầu tiên nha, thì mình sẽ xây cho Kai một cái cổ này. Đấy ok rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ xây ra cho Kai một cái body thật là 6 múi nha các bạn nha. Chuẩn xoái ca luôn nha. Ok rồi, mấy bạn hãy cùng xem thử xem sau khi Phong phẫu thuật cho Kyron xong, Kyron sẽ gọi là trở thành 6 múi thế nào nha. Ok let's go. Ơi, hình như là sau khi mà mình phẫu thuật cho Kai xong thì mình thấy nó có cái gì đó sai sai các bạn ạ. Mình tính là bơm cho Kai gọi là 6 cục muối ở hai bên, nhưng mà hình như là mình bơm sai rồi, xong nó nhồi thành từ 6 cục thành một cục luôn rồi các bạn ơi. Ai, hình nhìn nó hơi giống bụng bia nhờ. Nhưng mà chắc là không sao đâu ha. Đúng rồi, chắc là không sao đâu. Trời ơi trời, người ta nói rằng là đàn ông bụng bự thì sang mà, đúng không mấy bạn? Đó, chắc là không sao đâu ha. Ok, thôi cái đó nè, yên tâm đi, không sao đâu. Mái tóc của bạn cùng với cái bụng của bạn là hợp lý luôn á, giống y hệt như là mấy cái ông mà bợm nhậu á, đó bụng bự á, nhìn kiểu nhìn nó cũng sang trọng mà, đúng không ấy? Không sao đâu nha. Ok rồi đó, thôi mình chỉ phẫu thuật đến đó thôi chứ mình không lấy tiền đâu, bạn yên tâm nha. Ok trời ơi là trời, bạn coi cái bụng bự gì đâu mà nó trồi lên nguyên cục luôn. Thôi chắc là mình nghĩ rằng là Kyron sẽ thích bức tượng này lắm. Ok ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và cho mình nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình tạm biệt mọi người đây. Mấy bạn muốn những tập tiếp theo mình sẽ phẫu thuật cho ai thì các bạn đừng quên bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì chạy mấy bạn ơi, không thôi tí nữa Kyron quýnh mình chết. Chạy.